Mới đầu tháng đã phải đến thiểu răng ở bệnh viện. Tuyệt vời. Một tháng rất đẹp. Here's to the good days. Bây giờ là mình đang ngồi chờ khám. Mình sẽ phải nhảy lên cái máy chạy kia, chạy vài phút. Sau thì để xem là tim phổi như nào mọi người. Tắt dã man luôn. Chạy cái đó mọi người biết bao tiền không? $500. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Hay, tuyệt vời. Nhập viện luôn rồi. Nhập viện luôn rồi các bạn. Mình sẽ ở đây khoảng tầm một đêm, xong rồi ngày mai xem tình hình như thế nào thì mình sẽ được xuất viện hay không nhá. Thì nhập viện cũng không có cái gì căng thẳng lắm đâu, chỉ có mỗi là cái số tiền mà mình phải bỏ ra cho một đêm ở bệnh viện này thì nó cũng hơi căng thẳng đấy. Nhưng mà thôi, để giữ vững tinh thần lạc quan thì bây giờ chúng mình cùng nhau làm cái room tour nhá. Đi làm room tour cho các bạn xem cái phòng mình ở như thế nào. Let's go. Đây là cửa nha các bạn. Rồi, lần đầu tiên làm room tour thì bối rối quá, tự dưng lại giới thiệu cái cửa. Thì đây chính là cái phòng của mình. Phòng một giường. Và cái phòng này thì chúng mình sẽ có một cái sofa bed. Hai mình nè. Và chúng mình sẽ có view này. Ôi trời ơi, tuyệt vời luôn. Hoàng hôn kìa. À, chỗ mình khám thì nó là tầng 10 mà nó lại còn có view cửa sổ như này ấy. Nhìn ra hoàng hôn kia rất là đẹp nhá. Mỗi tội là có phần dưới này người ta đang xây dựng dở, thế nhưng mà có cái view này là vui rồi nha các bạn. Tiếp theo này chúng mình sẽ có một cái bàn. Bàn gì? Bàn này gọi là bàn gì? Chả biết, nói chung nó là cái bàn đó các bạn. Đó, đây này, soi gương. Trang thật là xinh trong bộ quần áo của bệnh nhân màu hồng. Yeah. Đây là cái giường của mình. Rất to, rất thoải mái. Và một cái là mình cực kỳ thích thú khi mình đi vào đây, để chính là nhà vệ sinh. Wow. Thơm. Mà nó lại còn sạch nữa chứ. Nhìn nè, trong này thì có sẵn các đồ dùng cá nhân. Ủa, cái này không mở ra được. Ủa, không mở được. Đây, trong này thì sẽ có cả khăn rửa mặt, rồi bánh xà phòng, đánh răng, rồi cái gì nhỉ? Bàn chải hành răng các kiểu đó. Đó, đây là cái phòng này của mình thì là phòng một giường và dành cho một người thôi. Room tour. Tiếng gì kêu ấy? Không phải phòng mình. Sợ thế. Ok, và đây sẽ là phòng của mình, ổ của mình trong một ngày sắp tới. Hy vọng là sẽ không phải ở đây lâu hơn, bởi vì trời ơi, nó mắc lắm mọi người ạ. Đắt lắm luôn, đi sát đây cả ruột. Và đây là như mọi người nhìn thấy này. Cái này là mình đeo là cái để theo dõi nhịp tim. Này, kể cho mọi người tại sao mình phải nhập viện. Ba sáng đi hơi vội, chưa kịp kể, bây giờ ngồi kể nhá. Lấy đôi dép ạ. Quên mất rồi, tôi đi giày rồi nãy giờ. Ở trong này, mà có dép. Mà không đi, lại phải đi giày. Quế. Ai kể, để mình kể chuyện cho bạn nghe thì tại sao mà mình lại phải đi vào bệnh viện để khám. Thi thoảng mọi người có cái cảm giác là tim nó bị đập hụt một nhịp không? Tức là đang đập bình thường này, nhưng tự dưng nó sụt một cái, xong rồi nó lại bình thường đúng không? Thế nhưng mà nó lại kiểu như là không phải thường xuyên lắm, và thi thoảng lắm thì chúng mình mới bị một lần đúng không? Thế nhưng mà khoảng tầm hơn một tuần trở lại đây thì mình hầu như ngày nào cũng bị, và nó cứ bị liên tục, cứ tầm 1-2 phút nó bị một lần đấy mọi người. Và đặc biệt là trong khoảng 3 ngày trước thì khi mà mình đang chuẩn bị ngủ nhá, thì mình cảm thấy là cái cảm giác tim nó bị hụt như vậy, nó bị lỡ nhịp như vậy, nó kéo dài hẳn 1 phút liền tù tì luôn ấy. Tức là bình thường người ta chỉ bị 1 nhịp, 2 nhịp thôi, nhưng mà mình bị liền tù tì cả 1 phút liền. Thế là mình đã phải đi khám để xem là mình có vấn đề gì về tim hay không. Với những cái test của ngày hôm nay thì mình thấy là mọi thứ vẫn đang ổn, chưa có vấn đề gì xảy ra nghiêm trọng cho lắm. Nhưng mà để cho kiểu yên tâm hơn ý, thì vẫn cho mình nhập viện một ngày để xem là ngày mai có kết quả gì không. Với cả là mình sẽ phải đeo cái này, cái hỗ trợ, cái gì? Cái đo nhịp tim à? Đại khái như vậy đi. Trong vòng 5 ngày sắp tới mà không được tháo xuống, nên xong rồi sau 5 ngày thì mình sẽ lại đi ra đây để xem cái kết quả của cái máy này nó ghi lại như thế nào. Thực ra nhá, là cái lúc mà mình mới cảm thấy như thế này này thì mình nghĩ là mình bị Covid mọi người ạ. Mình nghĩ là mình bị Covid cơ. Rồi mình test liên tục ấy, cứ 2 ngày mình test một lần, mà mình test không kiểu phải kiểu hững hờ đâu, mà mình lấy cái que mình chọc sâu ở trong mũi, chọc đến nỗi mà nước mắt mình tự chảy luôn ấy. Mình test đúng kiểu rất là dã man luôn ấy mọi người. Thế nhưng mà lúc nào nó cũng âm tính luôn. Thực ra lúc đấy là mình không định nghĩa được đấy là cảm giác
bị bệnh hay là cảm giác bị hụt hơi. Thế nên là mình cứ test đi, test cho nó chắc. Với cả lúc đấy là mình cũng nghĩ luôn, thôi bị thì bị luôn đi, đừng có dập dình, đừng có dọa nhau nữa. Thế nhưng mà nó không bị mọi người ạ. Thế nên là hôm nay là mình phải đi ra bệnh viện để mình test xem, để mình check xem là mình có bị vấn đề gì không. Với cả là dù sao thì mình cũng sắp có dự định là về Việt Nam rồi làm mấy việc nữa. Nếu mà sức khỏe nó không ổn định ý, thì là không về được. Để cho an toàn thì tốt nhất là mình vẫn cứ đi kiểm tra xem như nào. Thế nhưng mà cái giá của an toàn ngày hôm nay hơi chát. Hơi chát mọi người nhá. Đau lòng lắm. Mình vừa order đồ ăn để ăn bữa tối. Ở đây thì họ có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Không biết là có cái bữa mà bữa khuya không nữa. Thế nhưng mà nếu mà có thì mình cũng sẽ ăn thử để mình thẩm định hết cái menu của bệnh viện. Nghe bảo là menu của bệnh viện tư ngon lắm. Thế nên là mình sẽ phải thẩm định hết. Bây giờ sẽ ngồi ngắm cảnh. Ôi, hết hoàng hôn rồi. 7:30 hết hoàng hôn mất rồi. Chán mất rồi. Không hiểu sao nãy mày nói chuyện một mình ý. Thế là xong rồi. Mất hoàng hôn. Chán không cơ chứ. Thế lại không có phim nào phụ đề tiếng Việt nhỉ? Đọc không hiểu, nghe không rõ. Nhá, ra rồi lãng tai nghe không rõ. Lần sau là yêu cầu bệnh viện là có phụ đề tiếng Việt cho bệnh nhân người Việt Nam, ok? Just the stars. We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies. Mệt kinh khủng. Hôm qua mất ngủ mọi người ạ. Bây giờ mình chỉ mong được về nhà xong rồi để ngủ thôi. Mỏi mắt lắm rồi, mệt lắm rồi nhưng mà không thể nào ngủ được. Chết mất. Xong rồi môi bị khô mà quên mất không bảo anh dê các bạn mang son dưỡng môi đến. Đây là hôm qua đi ngủ mặt không khóc, môi không khóc luôn, trời uống bao nhiêu nước khoan thua. Phải lấy cái son này đánh vào bởi vì son là có một tí dưỡng ấy. Đây là đỡ khô ấy. Cảm giác nó còn dễ chịu hơn một tí chứ mà không để môi khóc mà không thể nào ngủ được. Nhưng mà bữa sáng ngủ dậy nó vẫn nứt nẻ này, trông kinh không. Khoe mọi người bữa sáng. Ôi, ngủ chưa được ngủ mày ăn sáng khổ. Bánh gì, bánh mì với cái gì? À, trứng à? Chà, cái này là cái gì đây? Lê với cả syrup. Bệnh viện còn mang thêm cho một bộ để thay nữa này. Có nên thay không nhỉ? Mình nghĩ chắc không cần đâu. Mình sắp về nơi rồi thay làm gì nữa. Mặt không giặt. Mình vừa mới đi thanh toán về. Các bạn xem hóa đơn không? Úi chà, nó còn nặng hơn cả bệnh của mình. Ok, đây chính là cái hóa đơn của mình một ngày ở trong viện. Và với tất cả những cái xét nghiệm mà mình đã làm thì nó tổng thiệt hại là 3.321. Đã xuất viện rồi. Mình đáng nhẽ là còn có thể ở đây ăn thêm một bữa trưa nữa, nhưng mà thật sự là quá buồn ngủ rồi, không thể chịu được. Thế là cần phải về để có thể rửa mặt rồi đi ngủ. Mình là có một điều vô cùng quan trọng là muốn nhắn nhủ với các bạn là như thế này. Nếu mà sau này các bạn có lấy chồng là phải lấy một người biết chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra nhá. Chứ đừng lấy chồng như mình, rất chi là bực bội. Biết làm sao không? Chồng mình mấy hôm nay bị Covid, thế là đã bắt con vợ ngủ ngoài sofa. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Đấy, bắt con vợ ngủ ngoài sofa đã 6 ngày rồi. Đã thế một mình anh đóng chiếm cái giường này, đóng chiếm cả cái phòng này, ăn ngủ nghỉ ở trên giường. Mà ngủ một mình một góc thì không chịu cơ, đây lại cứ thích là ôm hết cả chăn cả gối của mình vào để ngủ. Thế xong rồi hắt xì khắp nơi. Sáng ngày hôm nay thì khi mà mình vừa ngủ dậy thì mình lò mò ở trong phòng để mình lấy đồ. Thì các bạn biết nào không? Đi làm luôn, mặc quần áo đi làm luôn, chăn gối vẫn còn đầy virus thì không dọn, không dẹp gì cả, không giặt cho vợ gì cả, cứ thế là tốt đi làm thôi. Không yêu thương gia đình thì hết yêu thương công ty hơn là yêu thương gia đình. Rất chi là bực mình, bây giờ là mình phải ngồi mình dọn hết. Mình vừa mới lột hết cái đống chăn ga gối đệm ra để mình giặt thì mình rửa. Xong rồi hai cái gối của mình, cả nhà cửa có đống hai gối để nằm ngủ mọi người ạ. Bây giờ là ông ấy không thèm giặt luôn cho mình, không thèm giặt giả mình luôn. Bây giờ mình phải tự mang đi giặt, đến tối liệu nó có khô không để mà cho mình ngủ cơ chứ. Hay là hôm nay ngủ là sẽ không có gối nhá. Thế là lột hết cả ruột chứ. Đấy, bây giờ thì con vợ đang phải hì hục ngồi khử khuẩn hết cả cái nhà này đây. Bực cả mình ấy chứ, cái cây, mấy cái cây để của mình vừa mới rửa hôm trước xong, vừa mới sạch sẽ tinh tươm xong, ông hắt xì hết cả vào mấy cái cây để của mình. Lột cả ruột. Quá mệt mỏi. Mình đang ở ICA. Mình đã đi lấy thẻ rồi các bạn ạ. Sau 2 tháng chờ đợi cũng đã được lấy thẻ rồi.
Mình đang ngồi làm một công việc rất chi là thi vị. Đấy chính là nối lông mi các bạn ạ. Tại dạo này là cái lông mi giả mà mình hay dùng ý, nó hết rồi các bạn ạ. Mà mình tìm ở trên Lazada thì nó cũng hết hàng luôn. Thế nên là mình sẽ ngồi nối lông mi, tự nối lông mi cho chính mình. Trước khi nối lông mi là phải rửa sạch keo trên mi đã. Bởi vì trên mắt mình là có mấy sợi là mình đã nối trước rồi này. Thế nhưng mà nó bị rụng ấy các bạn. Thực ra thì bên này nếu mà trải cái lông mi đi thì trông nó cũng ok, nó vẫn chấp nhận được. Thế nhưng mà bên này này, trông nó te tua luôn rồi. Hay là phải nối lại. Ở thực ra ở Sinh thì cũng có nhiều nơi nối mi lắm, rất nhiều. Thế nhưng mà thứ nhất là nó hơi đắt, với cả thứ hai là không có nhiều nơi nào mà họ nối được theo đúng cái yêu cầu của mình ấy. Thường thì đa phần nhá, người ta sẽ có một cái tâm lý ở bên này này là đi nối là phải nối cho nó nhiều, cho nó dày, nó đã, nó bỏ tiền bỏ ra. Đấy, mấy cả người ta muốn nối là cho nó thật bền. Còn mình thì không thích kiểu đấy, mình thích nối nó tự nhiên, vài sợi cắm lên thôi ấy các bạn. Nhìn thấy rõ từng sợi ấy, thì trong mắt mình nó sẽ trẻ hơn. Thế nên là cũng khó kiếm chỗ nào mà nối được như thế lắm. Vậy nên là nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ ngồi tự nối cho nhanh. Thực ra là cũng chẳng nhanh lắm đâu các bạn ơi, nhưng mà có thời gian mà. Không làm cái đấy thì ai làm cho. Khi mình nói là mình tự nối lông mi cho mình được ý, nhiều người không tin đâu các bạn ạ. Vì người ta cũng biết là khi mà nối lông mi ý, thì cái keo ấy nó sẽ làm cay mắt. Và rất là cay, cay kiểu rất là cay luôn ấy. Thế nên là chẳng có mấy ai tin là mình tự nối mi cho mình cả. Thế nhưng mà để mà người ta tự nối được thì tất nhiên là người ta phải có phương pháp của người ta chứ, đúng không các bạn? Chứ chẳng lẽ lại đi thèm gió mấy cái chuyện đấy làm gì. Thế nên là đây, mình ngồi mình nối luôn cho mà xem vậy này. Có gì đâu, muốn nó không cay mắt thì đeo áp tròng vào. Đeo áp tròng vào nó giảm độ cay á, còn xuống 10% thôi các bạn. Thực ra như là nó vẫn hơi tê tê mắt một tí, thế nhưng mà nó không đến nỗi là cay mà nước mắt nước mũi đầm đìa. Nếu như mà không đeo áp tròng vào, chỉ để cái keo này vào gần mắt một tí thôi là bắt đầu sẽ thấy nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa rồi. Nhưng mà đeo áp tròng vào nhá, sẽ không cảm thấy gì luôn. Những bạn nào mà đã biết nối mi thì các bạn có thể tự nối được. Thế nhưng mà những bạn nào mà không có những cái bước cơ bản của cái việc nối mi thì mình nói trước là đừng bắt chước nhá. Đừng bắt chước mà nối vì cái này nó sẽ rất là nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm cho mắt các bạn luôn. Vì là các bạn sẽ phải dùng một cái nhíp rất là nhọn như thế này. Rồi nhá. Đây mình cho bạn xem. Các bạn sẽ phải dùng một cái nhíp siêu siêu nhọn như thế này nhá. Nó mà chọc cho một phát vào mắt là thôi luôn ấy. Có một bộ lông mi thì đi luôn con mắt. Thế nên là không được học theo nhá. Bạn nào biết nối mi cơ bản rồi ấy, thì chúng mình hẵng mày mò, biết cầm nhíp như thế nào rồi, biết làm như thế nào để cho nó không chọc vào mắt rồi ấy, thì hẵng làm. Còn nếu như mà không thì nhất quyết là không được làm nha chưa. Rất là nguy hiểm. Phải dặn trước. Không thì các bạn lại nhìn thấy, các bạn lại học theo xong rồi mình lại dính phốt. Khổ lắm. Ê, mình chỉ thích gắn như thế này thôi, một chút như thế này thôi, vài sợi nó ngỏng ngỏng như vậy. Chứ mình không thích gắn dây ấy mọi người, gắn dây trông như kiểu mắt mình, trước mặt mình có một cái rèm ấy, nhìn nó không tự nhiên. Đó, làm như này cho mắt kiểu to tròn hơn. Mi dưới nữa này, mi dưới mình muốn gắn nhiều hơn ấy, hay nhưng mà chả có lông mi các bạn ạ. Không có lông mi, không có điểm tựa để cho keo nó dính vào. Thế nên là chỉ được vài sợi lơ thơ này thôi. Nhưng mà trông đợi chứ nhỉ. Trông ôi, có một tí lông mà trong mắt nó khác hẳn đúng không? Hôm nay mình có hẹn đi ra bệnh viện để tái khám cho các bạn xem này. Cái vết mà cái miếng cái máy đo nhịp tim, cái máy theo dõi nhịp tim ấy nó dán vào. Hôm trước mình đi mình tháo ra, ôi dồi ôi, nó bị như kiểu như là bị bỏng keo ấy các bạn. Mình không biết có trường hợp bỏng keo nó xảy ra trên đời không, nhưng mà chỗ này của mình nó rát, nó đỏ xong rồi. Ôi nó đau kinh khủng luôn ý. Bây giờ nhìn nó còn đỡ đấy, chứ có lúc mà mình vừa mới tháo ra, ôi trông sợ kinh khủng luôn. Bây giờ thì là mình sẽ đi ra bệnh viện để mình lấy kết quả tái khám, cũng như là hỏi bác sĩ một số những cái thứ mà mình có được làm sau đó không, bởi vì mình có ý định là mình sẽ phải đi tiêm mũi 3 mọi người. Nếu như mà tim mình có vấn đề thật thì là sẽ không tiêm được mũi 3. Thế nên là đấy, cứ phải đi ra hỏi bác sĩ cho là check ăn. Let's go. Hình là hôm nay đi khám thì bác sĩ nói là vấn đề của mình không nghiêm trọng lắm. Và người ta thì là bị hở van tim đúng không? Nhưng mà của mình thì nó bị leaking. Leaking là gì nhỉ? Rò rỉ à? Nó hơi rò rỉ một tí nha. Nhưng mà nó không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm. Thì một năm cũng duy trì là đi khám đều đặn như này thôi, để xem nó có vấn đề gì không. Vốn định là sau khi mà khám xong thì là mình sẽ đi mua quần áo mới, bởi vì là mình định về Việt Nam mọi người. Thế nhưng mà nhìn thấy cái tờ hóa đơn ngày hôm nay lại không muốn đi nữa rồi. Tụt mút, không muốn đi nữa.
bây giờ mình sẽ đi tiêm mũi 3 luôn các bạn ạ. Chứ bảo đi mua sắm bây giờ nhìn cái tờ hóa đơn vừa mới trả tiền xong chẳng muốn đi mua cái gì nữa cả. Thật sự luôn ấy, không muốn mua cái gì hết luôn ấy. Annyeonghaseyo, hello. Trang đã hồi phục sau 3 ngày vật vã với vaccine. Lần nào đi tiêm vaccine xong là cũng kiểu ốm bê xê lết, ốm lê ông liệt ở trên giường, ốm mà kiểu nằm cái giường nó lún hẳn xuống như này. Hôm nay mới tỉnh táo. Đấy, tỉnh táo để làm gì? Tỉnh táo để làm một công việc vô cùng quan trọng, rất là quan trọng. Mà công việc này thì là bắt buộc phải có một tinh thần vô cùng tỉnh táo và một trí óc phải minh mẫn thì mới có thể làm được. Từ khi mình đắp xong cái mặt nạ thì chúng mình sẽ cùng nhau làm cái việc ấy nhá. Việc này quan trọng lắm mọi người ạ. Eo ơi, chờ bao nhiêu lâu rồi mới được làm cái việc ở đấy. Mà lâu lắm rồi cũng chưa làm cái điều này. Không biết là ngày hôm nay làm có gì sai sót không. Lại trở lại phần đừng có gì sai nhá. Tổ tiên dẫn đường dẫn lối cho con nhá. Làm ơn nhá. Mặt nạ lần đầu tiên trong cuộc đời mình đắp một cái mặt nạ nó bé mà nó không vừa hết mặt mình đấy mọi người ạ. Chẳng lẽ mặt mình to như thế sao? Mình mới sắm được quả đồ chơi mới anh em ạ. Một cái máy này đắt phết nhá. Mình đầu tư một cái để upgrade, để nâng cấp cái chu trình dưỡng da của mình cho nó xa xỉ hơn mọi người ạ. Đấy, đeo vào, ôi trời tuyệt vời quá. Rất là mình mới dùng cái máy này được có tầm 2 hôm. Chưa biết kết quả như nào, người ta bảo là muốn có kết quả thì phải đeo, phải dùng đến tầm ít nhất là 4 tuần cơ. Thế nên là cũng chưa biết kết quả như nào nhá. Để khi nào có kết quả thì mình update cho các bạn sau. Bây giờ thì là mình cũng chịu đấy. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu làm công việc long trọng nào. Nào ngồi thực tế nhá. Công việc mà nó vô cùng long trọng để của mình đấy chính là book vé về Việt Nam. Chờ 2 năm rồi mới được làm cái điều này đấy. U chà, có hãng nào mà giá rẻ này, có 182 đô này. 182 đô cả 2 chiều luôn ý. Rẻ hơi cả trước Covid luôn ý. Xem SQ nào, SQ là có cũng 328 đô. Đắt gần như là khoảng hơn gấp rưỡi của Scoot một tí. Thế nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đi SQ đi. Bởi vì là Trang Phú Ba mà. Trang Phú Ba. Trang đi SQ đi, bởi vì SQ dù sao ấy thì là nó sẽ có luôn hành lý ở trong đấy. Cái hãng bay giá rẻ kiểu như là Scoot ấy thì nó sẽ thường không có hành lý ở trong đó, mình sẽ phải mua ngoài. Mà mình lười những cái kiểu ấy lắm. Thế nên là mình sẽ mua luôn của SQ giá 328 đô. Sao book vé máy bay mà nó cũng lằng nhằng ấy nhỉ? Mà còn VTL là cái gì? VTL tức là áp dụng cho chiều từ nước khác đến sinh, chứ không áp dụng từ sinh đến nước khác đúng không nhỉ? Chắc là thế đúng không? Chứ chẳng có lý do gì mà tại sao lại check vé mà lại không có chiều từ sinh sang Việt Nam là VTL đúng không? Chắc là đúng rồi đấy. Đúng không nhỉ? Ê, mình có phải đi hỏi cho chắc ăn nhá, book nhầm thì thôi, ngu lắm. Hẹn gặp lại các bạn ở Việt Nam. Mình đang ở Apple Store. Mình có nói với má chồng mình rằng là mình sẽ về Việt Nam ấy, nhưng mà mình không có máy tính để làm việc ý. Thế là má chồng mình dẫn mình ra đây để mua một cái laptop mới. Trời ơi, mình sắp có laptop mới. Sung sướng. Ra đây mấy lần đây mình mới biết chỗ này là cái chỗ mà các bạn hay check in đúng không? Đẹp phết này. Cái này là iPhone mới này mọi người. Màu xanh, ôi rồi màu này đẹp quá. Màu đẹp quá luôn. Giá bao tiền đấy? Trời ơi, sao không cắm được vào vậy? Ây da. Giá cả nào ấy? 2149. Ha ha ha. Không có hàng. Đây là phải online, order. Order online. Nhưng mà vẫn là má chồng tài trợ nhá. Bây giờ thì là nhà mình sẽ đi ăn đã. Ăn xong rồi ngồi order sớm thì hàng sẽ về sớm để trước chuyến bay của mình nó không bị trễ. Hy vọng là mình sẽ có cái laptop trước khi mà mình bay, chứ mà đến đúng cái giờ bay thì nó cũng hên lắm nha. Ok, nào bây giờ đi ăn. Về rồi.
Hàng về rồi anh em ơi. Ôi mình cứ tưởng là nó sẽ về sau khi mà mình bay không ạ. Mình đang tính là phải đổi chuyến bay, thế nhưng mà may quá nó về chuẩn ngày chuẩn giờ luôn mọi người nhá. Đây là cái laptop mới của mình. Ta da. Unbox thôi. Dạ. Trời ơi. Thích quá, thích quá. Ôi trời ơi. Một cái MacBook mới. Ok, thì mình giới thiệu qua một chút về thông tin của cái MacBook này nhá. Không thì các bạn lại có mấy bạn lại vào comment bảo mua đồ không biết mua cái gì. Đây, mình đọc cho thông tin chứ thực ra là mình không nhớ lắm đâu. Ok, cái này là MacBook Pro. Có chip là M1 mọi người ạ. Mình nhớ là cái phần chip đấy M1 mọi người bảo mình nên mua cái đó bởi vì nó rất là nhanh ấy. Render file, render video nó sẽ rất là nhanh. Ngoài ra thì là nó có bộ nhớ 1TB nha. Đó, và mình mua thì là màu màu gì thì mình unbox thì các bạn sẽ thấy. Xé siêu. So phê. Màu mình mua màu silver. Thật ra thì nhiều người bảo là mình nên dùng màu gray cho nó đỡ bẩn ấy, vì mọi người biết cái tính mình nó cũng hơi đoảng ấy. Thế nhưng mà không, mình thích màu silver hơn, trông nó kiểu nữ tính hơn ý. Eo ơi, đẹp kinh khủng luôn ý. Và đây thì là có các thể loại dây cáp, dây sạc này. Ngoài ra thì là có hướng dẫn sử dụng này. Cục này là cục gì đây anh em? Không biết đâu, nhưng mà từ từ rồi lát nữa mình sẽ nghiên cứu ra thôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau mở cái laptop này ra, khai trương. Xinh kinh khủng. Hello, it's me you looking for. I can see in your eyes, I can see in your smile. Vẫn chưa biết cách dùng cái phần này cho lắm nên là hơi bị bối rối một tí, nhưng mà phải cài đặt cái này trước xong rồi mới có thể kết nối vào cái con chuột này của mình được. Edit video là phải có chuột, không có chuột là không thể nào mà làm được, không thể nào mà cắt video được anh em ạ. Mình mua cái máy này với giá là 3.449 đô là bao tiền nhỉ? 58 triệu nhá. Thực ra là cái máy này giá gốc của nó ấy là 3.749 à, đúng không? Trời ơi, mình không thể nào mình nhớ được giá luôn ý. Nhưng mà bởi vì là mình có dùng cái thẻ sinh viên của em chồng mình ý, thế nên là mình đã được giảm giá hình như là gần 10% hay sao, khoảng 10% đó các bạn. Thế nên là mình trả cái máy này với giá là 3.449 đô, rẻ hơn giá gốc là 300 đô nha mọi người. Mình đã muốn mua cái máy này rất là lâu rồi, nhưng mà bởi vì mình nghĩ là mình vẫn còn cái máy này ở nhà ấy, mà mình cũng chẳng mang cái máy tính này, cũng mang cái laptop đi đâu để làm gì cả. Thế nên là mình cứ chần chừ mãi không mua. Thế nhưng mà phải quyết định mua thôi. Mình sắp về Việt Nam ấy thì mình cũng cần có một cái máy tính để làm việc nữa. Thực ra ban đầu là mình muốn mua cái to hơn, cái 16 inch ấy. Thế nhưng mà nó lại hơi nặng, nhưng mà mình thì hơi yếu. Thế nên là thôi mua cái này là vừa đủ. Có màn hình nó hơi bé một tí nhưng mà đeo kính vào thì vẫn edit được. À đúng rồi, mình có mua thêm cả một cái case này các mọi người này. Cái này là mình mua trước khi mình có cái laptop, thì cái này của mình có là màu xanh. Cái này rất là tiện nhá, ngoài việc là mình cho laptop ở trong này mình đựng mình xách đi để tránh va chạm ấy, thì mình còn có thể để gài nó vào đây này mọi người này. Gài cái chỗ này vào đây, gập vào xong gài. Xong rồi chúng mình đặt cái laptop như thế này. Đó, ôi trời, tuyệt vời. Đó, mọi người thấy không, nó kênh kênh lên một tí thì làm việc nó sẽ dễ hơn ý. Tiện không? Mà cái này rất là rẻ nhá, mình mua trên Shopee đấy mọi người ạ. Rất là rẻ luôn mà đẹp đấy chứ. Màu xanh này xinh cực mà có nhất rất là nhiều màu nhá. Rất là nhiều màu luôn, nhưng mà mình thấy là cái màu này có vẻ hợp phong thủy với mình. Nên là lấy màu này đi. Mình đã xong hết tất cả những cái bước để mà cài đặt cho cái máy tính mới. Nói chung là cũng khá là đơn giản. Thật ra là đã dùng cái máy tính này rồi, sang cái này nó cũng khá là nhanh ấy. Thì mình sẽ đi ra quần áo. Nó ra quần áo cho sang, chứ thực ra là ném quần áo vào máy giặt là giặt để cho nó khô. Xong rồi để mình còn có thể gói hành lý nữa. Trời ơi, đẹp quá. Ok, bye. Sắp bay giờ, thế nên là bây giờ là đi xếp hành lý là vừa đẹp này anh em này. Thì tính là mình sẽ không mang quá nhiều quần áo đi. Nếu mà thiếu thì ở Việt Nam thì thiếu gì chỗ mua đúng không? Nhưng mà mình thấy là hơi đau đầu một tí. Ở một cái là thời tiết tháng 4 ở Hà Nội mình không biết là bây giờ nó nóng hay là nó lạnh hay là nó như thế nào cơ. Mình sợ nó dở ương ấy, là mang quần áo nó cũng khó ấy. Kể cho mọi người nghe là hôm qua lúc mà Lục lấy hành lý ấy, thì mình không muốn dùng cái hành lý, cái vali màu hồng tím này nữa mọi người này. Mình không thích nữa bởi vì là già rồi, đi xách vali hồng tím nó hơi kiểu xì tin quá, trẻ trâu quá. Nhưng mà lúc mà tìm ra cái vali màu đen thì cái vali màu đen của mình nó hỏng, lại không kịp đi mua cái vali mới, là thôi lại dùng tạm nốt cái này năm nay nhá, năm sau là mua hành lý mới, là mua vali mới. Mình sẽ mang rất là nhiều váy, mấy cái váy dài dài của mình về để mặc nó tiện ý. Mặc xong rồi
xỏ giày, xỏ dép là đi ra ngoài đường thôi là xong rồi, chứ không cần phải cầu kỳ nữa. Với cả là mấy cái váy này thì nếu như mà có lạnh thì khoác cái áo cardigan ở ngoài ấy thì cũng được. Nhưng mà mình nhớ không nhầm, mình như là ở Việt Nam mình cũng có còn khá là nhiều đồ mùa đông thì phải. Năm nào Tết về là cũng vứt một đống đồ mùa đông ở đấy, có bao giờ mang về đâu. Bên này nóng mà, chả bao giờ mặc. Thế nên là để toàn quần áo mùa đông ở tủ quần áo ở nhà. Sắm rất là nhiều nhá. Bởi vì cứ nghĩ là mình sẽ được về sớm thôi ấy. Mình rất là thích về Hà Nội vào tầm mùa đông, bởi vì là được mặc nhiều quần áo, xong rồi mình thích mùa đông lắm. Nhưng mà đợt này thì đã không về được đúng mùa đông, vậy nên là mua rất là nhiều mà chẳng được mặc. Hơi buồn. Không phải hơi buồn đâu mà là rất buồn. Chắc là mọi người sẽ thấy là tại sao mà mình lại phải vác cái vali đặt lên trên giường để xếp đồ đúng không? Bởi vì nhá, khi mà mình ngồi xuống mà mình xếp đồ ấy, rồi mình đứng lên để mình lấy đồ trong tủ rồi mình mang ra mình xếp ấy, là mình sẽ bị chóng mặt mọi người. Nên là như này này, đấy, để này nó cái vali đây, cái tủ đây, nó kiểu như là thuận lợi cho mình. Đấy, nó không bị tiền đình. Hôm kia ngồi thử lại hết cái đống quần áo mà mình muốn mang đi này này, trời ơi, phát hiện ra quá trời là quần nó bị rộng. Thế là lại phải hì hụi sửa lại. Rồi cái quần nào của mình nó cũng sẽ biến thành quần chun hết thôi. Mặc thêm cái máy uốn tóc này và một cái máy là tóc. Mang thêm một đôi dép nữa. Có cần túi không nhỉ? Dép mới thôi chả cần đâu. À, mấy lọ dầu của mẹ mình. Đây chính là cái túi dưỡng da của mình trông bé đúng không? Nhưng mà đủ đấy. Với cả là ở Việt Nam ấy thì còn rất là nhiều đồ của các brand tặng cho mình, nhưng mà mình chưa bao giờ mình mang sang bên này để mình dùng. Thế nên là mình toàn để ở Việt Nam thôi. Thế nên là về là sẽ có cái dùng. Mình chỉ mang những cái mà mình kiểu như là mình nghĩ là ở Việt Nam mình không có, hoặc là mình đang dùng cái đấy mà mình rất là thích thôi. À, ví dụ như là cái kem chống nắng này của Lancôme này, thích lắm mọi người nha. Rồi cái dâu tẩy trang ở Việt Nam thì mình không có dâu tẩy trang, mình chỉ có hình như là nước tẩy trang rồi phải. Sữa rửa mặt, lần nào mình về Việt Nam ấy là không một lần nào mình về dưới một tháng cả. Thế nhưng mà đống quần áo của mình mang đi lúc nào nó cũng thừa ấy. Tức là nó có những cái mà mình không bao giờ mình mặc đến ấy. Và lúc mà mình đi thì mình chuẩn bị rất kiểu như là rất là nhiều. Mình nghĩ là cái này thì mình sẽ mặc chỗ nào chỗ kia, mình sẽ đi chỗ nọ chỗ kia để mình mặc. Thế nhưng mà cuối cùng ấy không đi mọi người ạ. Thế nên là quần áo gấp rồi lại mang ra, gấp vào vali rồi lại cất lôi ra treo lên tủ, nói chung là nó cũng dở hơi lắm. Thế nên là lần này rút kinh nghiệm đấy. Mà về đến Việt Nam mà thấy thiếu quá thì xin tiền bà Mai đi mua quần áo mới. Chứ làm gì có tiền, nghèo lắm, không có tiền đâu. Hành lý của mình thì sẽ có một cái này và một cái túi topette để mình đựng đựng cái gì, máy ảnh với cả cái gì nhỉ, laptop. Trời ơi, đầu mới cả óc. Thế thôi, thế là đẹp rồi. Hai cái trên này đựng đồ mỹ phẩm hợp lý. Mấy cái ngày này là mấy cái ngày mình sắp bay về ấy. Thế nên là ngày nào mình cũng phải làm một cái test nhanh mọi người, cái test AAT ấy, để test nhanh xem là mình có vấn đề gì không. Nếu như mà bị dương tính một phát nhá thì là sẽ phải đổi vé ngay lập tức. Bởi vì đổi vé thì nó chỉ được đổi trong vòng 24 giờ thôi. Thế nên là nếu như mà không biết trước mà đến sát cái giờ bay rồi mới đi test ra thì toang. Nên là mấy ngày hôm nay mình sẽ phải giữ mình không đi ra ngoài đường. Mình sẽ chăm chỉ ở nhà và mình làm việc thôi. Đấy, không đi ra ngoài đường nhiều, hạn chế đi ra ngoài đường, mà ngày nào sẽ làm một que test cho nó chắc ăn, cho nó yên tâm. Các bạn thấy mình xếp hành lý nhanh không? Thật sự luôn, mình xếp hành lý rất nhanh luôn ấy. Mình có thể xếp hành lý trong vòng 15 phút được. Trước đợt Covid nhất là hầu như là tháng nào mình cũng sẽ phải bay qua bay lại chỗ kia để mà đi chơi nọ, không đi chơi thì cũng đi có việc cái nọ kia ấy. Thế nên là mình nắm sẵn trong đầu là cái danh sách của mình là những cái thứ nào mình biết là mình sẽ phải mang đi, là mình biết chắc luôn, là cứ thế mà lôi vào xong gấp vào thôi, rất là nhanh. Ôi trời, 20 cân thoải mái. Còn chưa đến 20 cân ý. Ok, vậy là chúng mình đã cùng nhau đi đến hết tháng 3 này, từ đầu tháng đến cuối tháng với mình. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được những giờ phút vui vẻ trong video này, và chúng mình sẽ hẹn gặp lại nhau ở những vlog tại Việt Nam. Bye! I love you!